Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trước khi vào video chính của ngày hôm nay, mình sẽ random tặng thẻ cào cho bất kỳ anh em nào đã là fan của mình bằng cách like video và cũng như là làm theo các bước hướng dẫn mà mình đã để dưới phần mô tả video nhé. Vì do video hôm trước like hơi ít cho nên mình sẽ random tặng một bạn may mắn của ngày hôm nay. Và hiện tại đã tải được 30 bình luận chính xác nhất. Và ngày hôm nay bạn may mắn sẽ là ai đây? Và xin chúc mừng bạn Vi Trúc. Và bạn hãy đợi mình liên hệ dưới comment trúng thưởng nhé. Vậy là sự kiện trang phục Zenitsu Murat cũng đã ra mắt rồi các bạn ơi. Các bạn đã chuẩn bị bao nhiêu quân huy để săn sự kiện này? Hiện tại nick mình đang có là 5k3 quân huy và mình sẽ tiêu xem nó sẽ tốn hết bao nhiêu quân huy. Bắt đầu thôi. Dùng một giấy để luyện tập. Lần này giật hụt nha mọi người. Thất bại rồi. Và mình sẽ tiêu xem ưu đãi đặc biệt nó sẽ được cái gì. Tốn 65 quân huy để luyện tập 3 lần. Để xem coi ra hay không. Lần này thành công nha mọi người. Được một chia rồi. Quá là ngon luôn. Tiếp tục. Lần này hụt. Đen quá đen quá. Tiếp tục xem thử coi. Lần vẫn hụt nữa. Cay thiệt chứ. Lần này thành công nè mọi người ơi. Hai chia rồi. Quá là ngon luôn. Lần này vẫn hụt. Và hụt nữa. Và mức quân huy bắt đầu tăng rồi mọi người. Nó bắt tiêu 303 quân huy để luyện tập 3 lần. Để xem coi trúng hay không. Trúng nha mọi người. Thành công. Được chia thứ 3 rồi. Và mình sẽ để dành cái chìa khóa này đủ 4-5 chìa. Mình sẽ mở luôn một lượt luôn. Tiếp tục. Lại hụt nữa mọi người ơi. Hụt nữa. Trời ơi là trời. Hụt nữa. Mọi người thấy không? Quân huy ngày càng tuột kìa. Sao kỳ thế nha. Số mình đen thế, lại hụt nữa rồi. Cốc, đúng toàn là đúng, phải cốc thứ 6 mình mới trúng được nha mọi người. Đó, lần này thành công nè, được chia thứ 4 rồi nè. Mình sẽ bắt đầu mở coi. Ui giời, đồ cùi. Lẫn đồ cùi, trời ơi, đen thế nha. Sao đen thế. Như là đến ngay cái chia thứ 5 nó ngày càng đắt hơn mọi người. Rồi cũng giật hụt nữa, quá đen luôn. Hụt, lại hụt. Ăn hụt hoài ta. Lần này là tiêu đến 627 quân huy, tôi luyện tập 3 lần luôn. Trúng không? Trúng luôn. Quá ngon, chìa thứ 5. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Hụt. Lại hụt. Hụt nữa rồi. Hụt nữa. Quân huy mình tuột thê thảm luôn mọi người ơi. Trời ơi. Rồi, thành công rồi mọi người ơi. Chìa thứ 6 rồi. Và bây giờ mình sẽ vô mở rương xem. Lần này là trúng nè mọi người. Quá là ngon luôn. Và bắt đầu vô hòm thư mở luôn. Nhìn đẹp giả mai mọi người. Chu cha hiệu ứng. Két lẹt. Nhìn cái mái tóc y chang như đệ tử của Enzo luôn không mọi người. Enzo cũng có mái tóc giống vậy nè. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiếm quân huy không đồng để có thể các bạn áp dụng theo và vào săn sự kiện giống như mình nhé. Và điều đầu tiên, các bạn hãy vào CH Play hoặc là App Store tại cửa hàng trên điện thoại của các bạn. Các bạn nhập tìm kiếm tên là game Moby Fraser thì sẽ ra cái tựa game các bạn có thể cài đặt về và chơi miễn phí. Hoặc nếu các bạn tìm ghi khó quá, các bạn có thể kéo xuống phần bình luận để các bạn có thể click vào để chuyển đến cửa hàng thật là nhanh chóng. Sau khi đăng nhập bằng Google xong thì các bạn có thể là chơi và kiếm vé và sẽ đợi bốc thăm ở cuối ngày nha. Đó, các bạn có thể thấy không? Ở đây có rất là nhiều người trúng thưởng luôn nha. Các bạn có thể thấy không? Ở đây có bạn Hương Trần nữa nè. Đó, bạn ấy cũng là người Việt nha. Và cũng có nhiều người khác nữa. Cũng có nhiều người biết đến cái tựa game này. Chỉ có những bạn nào mà chưa biết đến á, thì các bạn có thể là nên và áp dụng và chơi con game này nha. Đấy, thấy chưa? Các bạn có thể thấy bạn Trần Hương có thể đã trúng thêm $4 nữa. Đó, và chỉ cần chơi game thôi là bạn có thể trúng. Bạn ấy đã lên được cấp 27 rồi. Trúng rất là nhiều tiền luôn. Bạn ấy còn cao tiền hơn mình nữa. Hoặc là có những bạn khác như là bạn Hồng Jenny này nữa nè. Đó cũng là người Việt đó. Bạn ấy chỉ cần chơi level 5 là bạn ấy đã kiếm được $5. Đã tương đương khoảng 100k rồi. Quá ngon luôn. Và rồi bây giờ mình sẽ rút tiền và cái ví PayPal cho các bạn xem. Hiện tại mình đang có là $36.35. Và các bạn nên nhớ phải điền đúng cái hồ sơ mà các bạn muốn rút nha. Và nó sẽ chuyển về cho các bạn rất là nhanh. Từ 1 cho đến 3 ngày. Đó. A few moments later. Ok, cuối cùng tiền cũng đã về rồi nè. Đó, rất là uy tín luôn mọi người. Và sau khi các bạn đã có tiền trong ví PayPal rồi, các bạn hãy vào cho mình cái web Player Duo. Ở trang web này
họ sẽ thu mua lại vé PayPal mà các bạn đã kiếm được, và các bạn có thể là chọn mục nạp tiền bằng ví PayPal và inbox với họ, và họ sẽ nạp tiền vào PlayOdu để cho các bạn mua những chiếc thẻ như các bạn có thể thấy. Và các bạn nên phân biệt rằng việc mua thẻ và nạp thẻ là hai cái hoàn toàn khác nhau nha. Bởi vì việc mua sẽ là có rất là nhiều nguồn và đại lý người ta sẽ cung cấp thẻ cho các bạn. Nhưng đối với việc nạp ở đây chỉ có một trang nạp duy nhất, đó chính là nạp thẻ.vn của Gà Rán phát hành. Và có rất là nhiều bạn rất là nhầm lẫn giữa việc mua và nạp và không phân biệt được, đành comment rất là tiêu cực trong video của mình. Và mình xin khẳng định với các bạn đây là 100% thẻ Quân Huy sạch nha các bạn. Không giống như những web lậu của những YouTuber khác, người ta review là nạp vào sẽ được nhân 2, nhân 3, Quân Huy. Ở đây, việc mua thẻ và nạp đúng cái mức mà Garena đề ra là an toàn nhất. Và rồi, ok, video của mình đã đến đây, cũng đã kết thúc. Và đừng quên tham gia event mỗi ngày khi là fan của mình. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở một video tiếp theo.